Truyện tích thứ 66, chuỗi hạt mân côi với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Có thể nói trong số các Đức Giáo Hoàng cai trị Hội Thánh từ đời Đức Thánh Giáo Hoàng Leo thứ 5 cho đến nay, thì không còn vị Giáo Hoàng nào có lòng kính mến Đức Mẹ và viết rất nhiều tông thư, tông sách, thông điệp có liên quan đến chuỗi hạt mân côi và khuyến khích cổ võ giáo dân năng lần chuỗi mân côi cho bằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, ngày sinh ngày 2 tháng 3 năm 1810 tại Gioacchino Vincenzo Baxi, nước Ý, lên ngôi Giáo Hoàng ngày 20 tháng 2 năm 1878, qua đời ngày 20 tháng 7 năm 1903, hưởng thọ 93 tuổi. Suốt 25 năm cai trị Hội Thánh, Ngài đã đem vào giáo hội không khí cởi mở và tân tiến, làm cho các dân các nước phải nể vì và trọng kính ngôi vị Giáo Hoàng ở Vatican. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã dâng hiến cả đời Giáo Hoàng của mình phục vụ cho Sức Thánh Đức Mẹ Mân Côi. Ngài đã viết tất cả là 12 tông thư, tông sách, thông điệp đề cao chuỗi hạt mân côi và hằng khuyến khích giáo dân gia nhập hội mân côi và lần chuỗi mân côi hằng ngày kính Đức Mẹ. Trong các tông thư, tông sách ấy có tông thư Surimi Apostolatus ngày 1 tháng 9 năm 1883 đề cập đến chuỗi mân côi như sau: Mẹ được ca tụng với các tước phẩm cao trọng như Mẹ hằng cứu giúp, Mẹ yên ủi kẻ âu lo, nguồn an ủi của người đau khổ, Nữ vương các đạo binh, Nữ vương chiến thắng và hòa bình. Nhưng tước hiệu cao trọng hơn cả vẫn là tước hiệu Nữ vương Mân Côi. Cũng nên biết rằng sau 34 năm khi thông điệp được tuyên bố thì Đức Mẹ hiện ra ngày 13 tháng 10 năm 1917 tại Fatima tuyên bố: Ta là Nữ vương Mân Côi. Để xác định thông điệp kể trên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Ngoài ra, tổng kết các thông điệp, tông thư của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 thì ta thấy có những ý nghĩa sâu sắc như sau. Kinh Mân Côi và Hội Mân Côi chính là do Hội Thánh và là của Hội Thánh công nhận và hằng khuyến khích giáo dân sử dụng kinh đó như là kinh thần vụ của Hội Thánh. Trong các việc ta làm để dâng kính Đức Mẹ thì không có việc làm nào mà Đức Mẹ ưa thích cho bằng kinh Mân Côi. Ngài cũng đồng ý với Thánh Luis Maria Risnian de Montfort rằng chỉ có hai việc quan trọng nhất đối với người Công giáo là thánh thể và chuỗi hạt Mân Côi. Do đó, nếu ta giữ được hai điều này thì chắc chắn chúng ta sẽ nên thánh. Đã gọi là kinh Mân Côi thì phải khẩu nguyện và tâm nguyện. Khẩu nguyện là đọc ra thành tiếng bên ngoài, tâm nguyện là vừa đọc vừa suy ngẫm các mầu nhiệm vui sáng thương mừng. Đã gọi là kinh Mân Côi thì phải lần hạt tối thiểu là một chuỗi nhỏ 50. Nếu lần hạt được một tràng kinh Mân Côi, tức là một ba chuỗi 50 thì càng đẹp lòng Đức Mẹ. Mẹ luôn luôn ở sát với con cái mẹ, khi sống cũng như khi chết, khi họ biết mẹ yêu thích chuỗi hạt mân côi như thế nào. Mẹ sẽ ban cho họ tất cả những điều họ xin, miễn là những điều đó đẹp lòng Chúa và đẹp lòng mẹ. Chúa đã trao tất cả quyền hành trên trời dưới đất cho mẹ, thì mẹ có thể sử dụng quyền hành đó mà ban phát cho các con, miễn là các con biết tôn kính mẹ bằng chuỗi hạt mân côi. Đấy là tất cả các ý nghĩa mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã viết và đã giảng giải về kinh Mân Côi. Do đó, chúng ta hãy nghe người và hằng mộ mến chuỗi hạt mân côi để làm đẹp lòng Đức Mẹ. Lời bàn: Từ trước tới nay, có rất nhiều người Công giáo, kể cả một số ít giáo sĩ, cũng coi thường kinh Mân Côi và hội Mân Côi là vì họ chưa hiểu được hết ý nghĩa và sự quan trọng của chuỗi hạt Mân Côi.
Chúng ta đã thấy rất nhiều giáo xứ ở Mỹ này, cũng như các cộng đoàn Việt Nam ở các xứ đạo, đã không mấy khi giảng giải về Kinh Mân Côi cho giáo dân. Không những thế, họ còn tỏ vẻ thờ ơ với Kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi nữa, nhất là đám thanh thiếu niên hiện nay. Có khi họ còn không hiểu Mân Côi là gì và chuỗi hạt Mân Côi ra sao. Do đó mà khi đề cập đến chuỗi hạt Mân Côi thì họ tỏ ra khinh thường. Thật đáng tiếc, cũng chính là vì cha mẹ không biết dạy dỗ con cái, tập cho con cái có thói quen lần chuỗi Mân Côi và mộ mến chuỗi Mân Côi ngay từ khi còn thơ ấu. Có lần chúng tôi rất ngạc nhiên khi hỏi một ông cụ già: "Bác có biết Kinh Mân Côi là gì? Và có bao giờ bác lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ?" Thì bác trả lời: "Tôi chưa bao giờ nghe nói đến hội Mân Côi, mà chỉ nghe thấy nói hội đền tạ trái tim Đức Mẹ, hoặc hội Lazio Maria mà thôi." Chúng ta nên hiểu rằng, tất cả các hội đoàn mang danh là hội của Đức Mẹ, mà không có điều lệ đọc kinh Mân Côi, thì không phải là hội đoàn của Đức Mẹ. Cái điều mà Đức Mẹ yêu thích nhất là Kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi mà không có, thì đâu có phải là hội đoàn của Đức Mẹ. Đấy cái tai hại của ông cụ già cho đến ngày nay mà chưa bao giờ nghe nói đến tràng hạt Mân Côi. Thật đáng tiếc, cũng vì tại các nhà thờ người ta ít nói hoặc ít tuyên truyền về chuỗi hạt Mân Côi. Tạ ơn Chúa.